Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với Tiến Tùng BTS. Như các bạn đã quay xem những hình ảnh render phần mở đầu của video đúng không ạ? Vâng, ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với hai cô và Chocomeko. Thực ra thì đây là hai cô anh em nhé. Mình sẽ quay trở lại với bộ skin Cúc Tư. Đấy. Phuyên anh em nhé. Nhà xe Phú Yên đó thì anh em biết đấy, thì tình hình dịch bệnh Covid thì nó cũng đang hết sức là căng thẳng, nói chung là cũng hết sức là căng đấy. Một ngày ở thành phố Hồ Chí Minh cũng khoảng 4 đến 5 ngàn ca, thậm chí có thời điểm cao tới 6 ngàn ca mắc, cho nên là ngành vận tải hành khách thì coi như là đóng băng luôn, hầu như từ Bắc vào Nam anh em, tuyến nào cũng đóng băng hết rồi. Thực ra thì ở những cái tỉnh mà chưa có dịch thì họ cũng có, nhưng mà thực ra thì các cái địa điểm mà người dân thường đi thì chẳng hạn như ba điểm chính đúng không Hòa, chẳng hạn như từ miền Trung, chẳng hạn như Sài Gòn, Đà Nẵng hoặc Hà Nội, thì thực ra thì ba địa phương này thì cũng đều đây, nói chung là ba cái địa điểm chủ yếu anh em nhé, tập trung các cái tuyến xe khách đường dài, chẳng hạn như Đà Nẵng Sài Gòn này, Đà Nẵng Hà Nội này, Thanh Hóa Hà Nội này, rồi Thanh Hóa Sài Gòn này ấy, hoặc là Đà Nẵng Buôn Mê này. Bây giờ thì thực ra thì các địa phương này cũng đều đã giãn cách xã hội, và nói chung là các địa phương này cũng đóng băng về cái khoản vận tải hành khách và thực hiện các cái chỉ thị về 16 của chính phủ đúng không ạ. Thậm chí ở Hà Nội thì bây giờ nội bất xuất ngoại bất nhập cũng có kìa, chẳng hạn như ngày hôm qua ngày bao nhiêu nhỉ, hình như là ngày 20 à, thì nói chung là các cái xe vận tải hàng hóa thì đều nếu không có mã luồng xanh thì cũng không thể nào ra vào được. Đấy, bây giờ thì nó cũng căng lắm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một video ngắn ngắn để nói chung là về việc là các cái xe khách nếu mà họ không vận chuyển hành khách được thì họ còn cách nào để mưu sinh ấy trong mùa dịch, chẳng hạn thì không ạ, không chở hàng hành khách được thì chúng ta sẽ chở hàng hóa, cũng có rất nhiều nhà xe họ chở hàng hóa đấy, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không chở hàng hóa trên khoang hành khách nhé, chở dưới hầm xe thôi, cũng không chở trên nóc xe nhìn trông hơi mất thẩm mỹ trong game. Cho nên hôm nay mình sẽ thực hiện một chuyến chở hàng hóa từ Phú Yên đi Sài Gòn đấy, với nhà xe Cúc Tư đấy, con này như mới lấy sao ấy chứ, đúng không? Thường thường thì trong miền Nam thì họ thường thường thì họ chủ mua cho cô mấy cô là chủ yếu, chứ còn hai cô thì cũng có nhưng mà cũng ít thôi nha. Đó rồi, nói chung thì máy 425 thì cả nhà máy hai cô và cho cô mấy cô đều có, mỗi nhà máy đều có với nhau hết đó, nhưng mà mỗi nhà máy thì nó họ có cái format đóng thiết khác nhau phải không ạ. Hôm nay thì mình sẽ chạy của nhà xe Cúc Tư với cho Comico máy 425 mà chở hàng hóa thôi anh em nhé, không chở hành khách nhé. Thì trong mùa dịch này thì nó cũng cái gì cũng khó khăn hết đấy, anh em cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nếu thấy hay đừng quên like, share, subscribe ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Thì thực ra thì đôi khi video cũng ngắn gọn thôi đó. Thì bộ skin này thì mình được em Vũ Thành hỗ trợ nhé. Nhạc thì Vlog Copyright, anh em có thể lên YouTube để tải về, hoặc ở trong phần mô tả mình có để đường link đấy ạ. Rồi, ok. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quan hãy cùng theo dõi tiếp hành trình với nhà xe Cúc Tư với chuyến hàng dịch Covid 20 Covid-19 nhé. Trong lúc tình hình dịch rất là căng thẳng. Đấy. Chở hàng hóa từ Phú Yên đi tiếp tế cho các cái người dân bị giãn cách, đúng không? Thì nói chung thì con này thì ngoài đời thì nó nếu mà cha con với cô thì gương gương ba cục nó hơi khác biệt tí, nhưng trong game thì mình thích để kiểu gương tay thỏ anh em. Hai nữa là cái mâm miếc thì mình cũng để theo kiểu mâm sở thích của mình nhé, đó nên nó sẽ hơi có một chút khác biệt nhẹ nhẹ là thông cảm đó. Anh em hai đừng quên nhớ là share, subscribe ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn anh em theo dõi video. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.